Báo cáo với lại các đồng chí. Bây giờ là 10 giờ 25 phút ngày mùng 4 tháng 9 năm 2023. Mắt chữ A, mồm chữ O mới làm được cái chức năng auto-stop này nó hoạt động trở lại. Một thằng cu con này nhá. Giờ kiểm tra cái thằng cu con này nữa. Xem là nhiều loại băng nó có gì không. Nó có nảy không? Tua thì nó không thể nảy được, tại vì tua đây là bộ cơ, này là bộ cơ thiết kế về cơ cơ khí cơ học. Nó dùng những cái lẫy. Đấy. Thằng cu con này thì chắc chắn 100% là nảy, tại vì thằng cu con này nó nhẹ. Hai cái. Đó, cho sang cái thằng cu này. Thằng cu này là hệ băng nặng này. Băng nặng. Tua lại một tí. Nếu như thằng cu con này nó một lần nảy nữa, ba phát được ở ba là thành công tốt đẹp. Thế này thì chỉ có vỗ tay hoan hô ngửa một người nông dân thì còn gì, chứ còn nếu mà là cao nhân thì còn nói cái chuyện gì. Thế nhưng mà người nông dân mà người ta làm auto stop ba cái, có đến đưa 10 cái vào đây nó cũng nảy cả 10 nhá.